Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Park Công Nghệ nhé. Trên tay của mình chính là em Xiaomi 14T. Và ở trong video ngày hôm nay sẽ là một video test game trên chiếc điện thoại này. Bắt đầu video thôi. Trước khi bắt đầu video ấy thì mình xin quảng cáo này. Thì Shopee của Park Công Nghệ mình ấy có bán điện thoại IQ Z9, Z9 Turbo này. Và ngoài ra ấy thì còn có rất nhiều những cái mã điện thoại gaming phone và máy tính bảng cực kỳ ngon cho anh em nhá. Rất nhiều phụ kiện như kiểu tai nghe gaming này, quạt tản nhiệt xóa nóng lạnh, ổ cáp sạc của Realme, Xiaomi 120W, 80W, 65W, tất cả các mã đều có nha. Các bạn hãy lên Shopee tìm kiếm shop Park Công Nghệ, ấn theo dõi để cập nhật các thông tin mới nhất nha. Trước khi vào nội dung chính của video ấy thì mình sẽ show kỹ cho các bạn xem cái ngoại hình và cái thiết kế của em Xiaomi 14T này nhá. Đây là phần cụm camera, mình nhìn rằng có một cái cảm giác gì đấy nó không được cao cấp và nó cũng không được sang trọng. Có nhiều trang bảo rằng ấy là cái khung viền này là khung viền nhôm nguyên khối, nhưng mình nói không phải nhá. Khung viền của em nó chỉ được làm từ nhựa mà thôi. Về phần cấu hình ấy thì em Xiaomi 14T này có chung chip với cả em Redmi K70E, với số điểm AnTuTu cũng tương đồng nhau rất là nhiều các bạn ạ, 1.331.000 điểm. Mặt lưng em Xiaomi 14T này là bằng nhựa, cho nên khi mình dùng móng tay mình trà qua trả lại ấy, nó để lại ở đây những cái đường hằn, đường xước rất là rõ ràng luôn. Đường viền màn hình trên em Xiaomi 14T nó dày hơn đáng kể so với em Redmi K70E các bạn ạ. Đây là viền dưới của em nó nha. Như mọi khi thôi, chip Dimensity sẽ không bật được các thông số về nhiệt độ GPU, nhiệt độ CPU và RAM ROM nhé. Chỉ cho chúng ta thấy được là FPS này, nhiệt độ của pin và tỷ lệ sử dụng của CPU mà thôi. Đầu tiên mình sẽ test với tựa game KX Trees. Đây là một tựa game khá nặng trong việc render đồ họa 3D. Với con chip Dimensity 8300 Ultra thì chúng ta sẽ không thể nào chơi những cái tựa game như kiểu Genshin Impact ở mức max setting quá nặng nề. Với cả mức đồ họa thì mình sẽ đặt là No Limit FPS nhé. Mức đồ họa là cao, graphic quality mình để tối đa đi, resolution tối đa đi. Với cái mức đồ họa như thế này em nó vẫn chạy được 60fps nhỉ. Khi mà di chuyển đến những cái vùng bản đồ đang quá nhiều cái chi tiết ấy thì FPS có vẻ bị tụt giảm xuống khá là sâu anh em ạ. Uầy. Đấy, các hiệu ứng khi mà nó đâm vào ấy, FPS tụt xuống 45 này. Khi mà di chuyển đến những vùng mà có chi tiết quá là nhiều ấy thì chiếc điện thoại của chúng ta phải render ra rất nhiều đồ họa nhé. Từng cái model 3D nó phải render ra, cho nên là nó sẽ tốn tài nguyên GPU và CPU, dẫn đến việc tụt giảm FPS nghiêm trọng xuống 35 rồi các bạn ạ. Xuống 35 rồi này. Hình ảnh mình đánh giá rằng ấy là Dimensity nó cho ra khá là răng cưa đấy. Nó không được sắc nét trên em Xiaomi Buds 6 Pro dùng con chip Snapdragon 8 cộng Gen 1 đâu. Mình phải show kỹ cho các bạn xem, không các bạn lại bảo ấy là mình thiên vị Snapdragon và cả Dimensity nhá. Đây này. Hình ảnh nó rất là răng cưa luôn, nó không hề sắc nét một chút nào cả. Và với cái mức FPS này ấy, thì mình thấy rằng em Xiaomi Buds 6 Pro nó còn làm tốt hơn. Ok nha. Chiếc máy này ăn trung bình tầm khoảng 4.25W điện. CPU chỉ chiếm tầm khoảng 51% thôi. Nhưng mà tựa game này ấy, nó phụ thuộc chủ yếu vào GPU. Thì nhược điểm của chip Dimensity là không show cho chúng ta xem được cái tỷ lệ thông số của GPU nhé. Dù gì thì mình cảm thấy rằng là Snapdragon nó vẫn hơn Dimensity khá là nhiều đấy. Chơi game đâu. Ui, máy nóng quá, lên 38,8 độ C rồi. Rồi, với tựa game KX Street ấy, thì con chip Dimensity 8300 Ultra cho ra một kết quả không được ok cho lắm các bạn ạ. FPS max là 61 và FPS trung bình là 48 thôi. Trong khi đấy, tỷ lệ sử dụng CPU thì cực kỳ thấp. Tức là con chip này nó không tối ưu cho việc chơi game. Nó giống hệt như trên chiếc em Redmi K70E thôi. Tỷ lệ sử dụng GPU với CPU rất là thấp. Nhưng mà kết quả cho ra thì game nó chơi không được ok cho lắm. Ở những cái khung cảnh mà mình không phải lốt quá nhiều ấy thì FPS có vẻ thẳng tắc ở mức 60. Tuy nhiên, lại gần những khu vực mà render map ra rất nhiều, render ra những cái model 3D ấy, thì FPS tụt thảm hại xuống 36 và trung bình chỉ được 48 FPS mà thôi. Mình đã vào tựa game Guthring Way rồi nhá. Mình nghĩ rằng với con chip Dimensity 8300 Ultra thì nó chỉ chơi được ở mức medium setting thôi. Resolution để tầm medium thôi. Mùi bắt đầu cũng lạc lác rồi anh em ơi. FPS có vẻ lên được 57, 58, 59, 60 các bạn ạ. Nhưng mà khi mình đứng nguyên không di chuyển, tức là không phải load map gì ấy, thì FPS vẫn bị tụt xuống 55, 56. Biết ngay mà. Dimensity 8300 Ultra thì mình nghĩ rằng chơi Genshin ở mức medium setting là thẳng tắp thôi, chứ còn chơi những cái tựa game quá nặng nề như Guthring Way thì nó không cân được, vẫn không cân được đâu. Mình sẽ bắt đầu đo FPS đây này. Ui, nó không ổn định ở mức 60 được. Nó không thể nào, ui, drop xuống 34 các bạn ơi.
54fps này. Đánh quái như này cũng được rồi. Tựa game này đâu có tối ưu trên điện thoại Android đâu. Khi mà đánh quái thôi thì FPS không bị drop xuống mức 4x. Hầu như mình thấy sẽ là trên 5x nhá. Ngon phết, đi bộ bình thường thì lại lên 53 này nhưng mà nhiệt độ tăng hơi nhanh. Nhiệt độ pin lên tới 39,6 độ C rồi. Phần còn cụm camera lên tới 41 các bạn ạ, bảo sao 42 độ C này. 42 độ C các bạn ạ, bảo sao cầm máy mình thấy nóng thế. Rồi, không bị drop nha. Drop xuống 40 rồi, 40 rồi các bạn này. Ui giời, drop xuống 38 rồi, biết ngay mà. Giống hệt em Redmi K70E thôi, bởi vì hiệu năng nó y hệt nhau mà. Ui giời, drop này. Lag đi nè, lag. Mình đang chơi trên mức đồ họa là trung bình nhá, không phải cao đâu. Chơi cao nó còn lag nữa cơ. Đây này, để cho công bằng hệ thì mình sẽ bật lên mức max setting nhá. Max setting này. 2 này. 2 này, được chưa? Max setting chưa? Đấy, như mọi chiếc máy thôi, FPS xuống luôn. 29 thế này, 37 thế này. Ui giời, 46, 46. 44. Mình nghĩ rằng các bạn mua điện thoại chính hãng là các bạn phải đánh đổi thôi. Đánh đổi hiệu năng, lấy sự an tâm, lấy sự bảo hành. Nhưng mà nếu anh em dùng để mà chơi game trên những em máy chính hãng tầm khoảng 14 triệu mà vẫn như thế này thì mình cũng thấy hơi kỳ kỳ các bạn. Bởi vì với tầm tiền này, mua hàng xách tay chúng ta có thể mua được mấy em Snapdragon 8 Gen 3. Với em Xiaomi 14T, mức FPS trung bình chỉ là 46,5 thôi. Sử dụng 5,84W điện trung bình và đây là biểu đồ của em nó nhé. Mình thấy rằng cái biểu đồ này ấy, thì nó rất là ổn định và nó khá hơn rất nhiều con máy rồi. Cảm giác ấy, nó còn hơn cả em Redmi 23 và Redmi K70E một chút. Tỷ lệ sử dụng CPU trung bình rất là cao luôn. Luôn luôn trên 80% nhé. Và sau đó mình có test theo Genshin 15 phút, mức đồ họa trung bình. Với tựa game Genshin Impact, FPS trung bình sẽ được 55,4. Nó không được tầm khoảng 59 như em Redmi K70E và lượng điện tiêu thụ trung bình là 5,51W. Biểu đồ FPS thì lên xuống liên tục luôn, không hề cố định một chút nào cả. Sau cái video này thì các bạn thấy rằng chiếc máy này có thực sự đáng mua trong tầm giá không? Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình ra những video tiếp theo hay hơn nha. Tạm biệt các bạn.